Phú Yên giáng chức trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện Phú Hòa Hải Phòng cháy lớn trong khu công nghiệp Minh Phương, Đình Vũ Bắt giữ hai đối tượng gây ra án mạng nghiêm trọng tại Quảng Trị Cựu tổng giám đốc Sagri khóc trên phiên tòa khẳng định mình không tư lợi giữa hàng chục tấn hạt cà phê không rõ nguồn gốc tại An Giang. Khởi tố bắt tạm giam kế toán Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tham ô 575 triệu đồng. Tuyên án cựu chủ tịch Nguyễn Đức Chung vụ chế phẩm Redoxy 3C. Lở tuyết tại Mỹ khiến một người tử vong và nhiều người mất tích. Kính chào quý vị, quý vị đang đến với bản tin 24 giờ an ninh trật tự trên FBNC. Sáng nay 13 tháng 12, Bí thư huyện ủy Phú Hòa thông tin cho biết, Ban thường vụ huyện ủy đã có quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với huyện ủy viên Dương Ngọc Bi, đồng thời thi hành kỷ luật công chức đối với ông Dương Ngọc Bi bằng hình thức giáng chức từ trưởng phòng xuống phó trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện Phú Hòa. Theo đó, quyết định thi hành kỷ luật trên liên quan đến vi phạm của ông Bi trước đó, Cụ thể, tổ tuần tra của đội cảnh sát giao thông công an thành phố Tuy Hòa phát hiện ông Dương Ngọc Bi lái xe ô tô biển kiểm soát 78A09646 lưu thông trên đường Trần Quang Khải, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, trong khi tuyến giao thông này có gắn biển báo cấm ô tô. Dù vi phạm nhưng ông Bi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng, không có giấy đi đường khi đang thực hiện giãn cách xã hội. Đặc biệt khi tổ tuần tra cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của ông Bi, thể hiện chỉ số 0,955mg trên 1 lít khí thở, nên tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm hành chính. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu mà trước đó, ông Bi cũng đã lái xe ô tô trên đường Bạch Đằng, phường 1, thành phố Tuy Hòa, khi đã uống nhiều rượu bia với nồng độ cồn trong hơi thở khi đó là 1,137mg trên 1 lít khí thở và bị xử phạt 35 triệu đồng. Thông tin tiếp theo, cũng trong sáng ngày 13 tháng 12 năm 2021, Công an thành phố Hải Phòng thông tin một vụ cháy lớn đã xảy ra trong khu công nghiệp Minh Phương, Đình Vũ. May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi. Theo đó, khoảng 5 giờ sáng nay, nhận tin báo về việc cháy xe container đổ tại công ty David trong khu công nghiệp Minh Phương, Đình Vũ. Lực lượng chức năng đã điều động xe của đội phòng cháy chữa cháy công an quận Hải An và hai xe chữa cháy của đội khu vực 1, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng đội phòng cháy chữa cháy khu công nghiệp Đình Vũ. Tại hiện trường, 5 xe đầu kéo của công ty David đã bị thiêu rụi. Lực lượng chữa cháy đã kịp cho di chuyển và bảo vệ được 4 xe container đổ gần khu vực ra ngoài. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an quận Hải An điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Một vụ án nghiêm trọng vừa xảy ra tại Quảng Trị. Bước đầu được lực lượng chức năng xác định có liên quan đến mâu thuẫn tình ái giữa nạn nhân và kỳ phạm. Trước đó, người dân phát hiện một thi thể nữ trôi trên sông Thạch Hãn, đoạn qua thôn Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, nên trình báo cơ quan chức năng. Nạn nhân sau đó được xác định là Lê Thị Hà, 49 tuổi, ngụ tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã làm rõ hai nghi phạm gây ra vụ án, gồm Đoàn Thanh Tuấn, 50 tuổi, ngụ ở xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, và Võ Viết Đạt, 41 tuổi, ngụ ở xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong theo công an tỉnh quảng trị vụ án mạng có liên quan đến mâu thuẫn tình ái giữa nạn nhân và nghi phạm cơ quan công an xác định hung thủ đã ra tay tấn công nạn nhân rồi thả xuống sông thạch hãn hiện cơ quan điều tra đang củng cố tài liệu chứng cứ liên quan và hoàn thành các thủ tục để chuẩn bị khởi tố bị can đối với hai nghi phạm nói trên Sáng nay, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo Trần Vĩnh Tuyến, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Lê Tấn Hùng, cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên, viết tắt là Sagri và đồng phạm trong vụ án gây thất thoát hơn 672 tỷ đồng. Tại tòa, bị cáo Lê Tấn Hùng, cựu tổng giám đốc Sagri, giải thích bị cáo gây ra hành vi phạm pháp do thiếu hiểu biết pháp luật. Thậm chí ông Hùng còn khóc khẳng định bản thân cùng thuộc cấp không tư lợi. Bị cáo thừa nhận bị cáo chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa giấy tờ, từ đó lấy tiền nhà nước ra sử dụng. Tuy nhiên bị cáo cùng cấp dưới thực hiện việc này với mục đích hoàn toàn trong sáng. Các bị cáo chi dùng gần 13,4 tỷ đồng, số tiền có từ hành vi tham ô tài sản vào việc chung chứ không chia chác vụ lợi cá nhân riêng ông trần vĩnh tuyến theo viện kiểm soát quá trình điều tra ông tuyến khai biết việc chuyển nhượng dự án của sagri là sai nhưng vì nể nang lê tấn hùng là em trai của cựu bí thư thành ủy lê thanh hải nên đã ký duyệt nhưng tại tòa bị cáo cho rằng quá trình tiếp nhận hồ sơ chấp thuận cho sagri chuyển nhượng dự án trái quy định là do thiếu sót không đọc kỹ kết luận thanh tra chứ không phải vì nể nang biết sai mà vẫn ký sau khi đánh giá mức độ phạm tội cũng như ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị mức án phạt đối với ông Lê Tấn Hùng từ 26 đến 30 năm tù, ông Trần Vĩnh Tuyến và Trần Trọng Tuấn mỗi người từ 7 đến 8 năm tù. Một thông tin liên quan đến hàng hóa thị trường, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa kiểm tra, phát hiện 2 xe tải vận chuyển 700 bao tải không nhãn mát, bên trong có chứa 42 tấn cà phê hạt không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo đó, trong lúc tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn huyện Tịnh Biên, khi đến khu vực ấp Phú Hiệp, xã An Phú, tổ liên ngành phối hợp cùng với Đồn Biên phòng, Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tiến hành dừng xe ô tô tải biện kiểm soát 67C04343 do tài xế Nguyễn Tiền Phương, sinh năm 1977, trú tại huyện An Phú, điều khiển để kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có chở 350 bao tải không nhãn mát, bên trong có chứa 21 tấn hạt cà phê. Một lát sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 67C03980 do tài xế Nguyễn Trương Thúc Định, sinh năm 1984, trú tại thành phố Châu Đốc, điều khiển chở 350 bao không nhãn mát, bên trong cũng có chứa 21 tấn hạt cà phê không nguồn gốc. Cả hai tài xế đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Cũng là một thông tin về hàng hóa không rõ nguồn gốc, đại diện công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển hàng hóa mỹ phẩm không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Tại thời điểm phát hiện, cơ quan công an phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 43B02474 trên xe có vận chuyển một lượng lớn sản phẩm mỹ phẩm với gần 1.400 thỏi son môi có xuất xứ từ nước ngoài. Toàn bộ lô hàng vi phạm ở trên có giá trị khoảng hơn 90 triệu đồng. Tài xế xe là Trần Công Mẫn, sinh năm 1980, trú tại xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Điều khiển không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng. Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện, tăng vật hàng hóa vi phạm và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Sáng nay ngày 13 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bắt tạm giam 5 bị can vì tội cố tình gây thương tích vì mâu thuẫn xảy ra trước đó. Các bị can bao gồm Lương Lâm Tuấn Kiệt, 19 tuổi, ngụ huyện An Biên, Nguyễn Tấn Thành, 21 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất, Nguyễn Hữu Hải, 19 tuổi, Nguyễn Thanh Điền, 24 tuổi và Huỳnh Quốc Chiến, 22 tuổi, cùng ngụ thành phố Rạch Giá. Theo lời khai, hai bị can Điền và Hải có mâu thuẫn với Trần Thiện Chiến từ trước. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, anh Chiến ngồi uống nước với một nhóm bạn, trong đó có Huỳnh Thanh Tây, 26 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, ở trước công viên văn hóa An Hòa. Thấy anh Chiến, nhóm của Điền rủ nhau về nhà lấy hung khí và tìm đến tấn công. Điều đáng nói, tuy có mâu thuẫn với Chiến, nhưng người bị thương nặng nhất trong vụ việc lại là anh Huỳnh Thanh Tây với nhiều vết thương nghiêm trọng. Gây án xong, cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, chưa được một ngày sau khi gây án, công an thành phố Trạch Giá đã bắt giữ các bị can. Sau đây là những thông tin chúng tôi vừa được cập nhật. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hồ Quang Thi, kế toán Sở Nội vụ đã tự ý nghỉ việc từ 2018. Trước đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai kết luận thanh tra dự án xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ công chức viên chức trên địa bàn tỉnh do Sở Nội vụ Gia Lai làm chủ đầu tư. Kết luận phát hiện sở này gây thất thoát, lãng phí hơn 900 triệu đồng ngân sách và đề kế toán của sở chiếm đoạt 575 triệu đồng rồi bỏ nhiệm sở. Cụ thể vào năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cấp 2 tỷ đồng cho Sở Nội vụ thực hiện dự án xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ công chức viên chức trên địa bàn tỉnh. Số tiền đã được Kho bạc nhà nước tỉnh thanh toán là hơn 1,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án không sử dụng được nhưng Sở Nội vụ Gia Lai vẫn nghiệm thu, thanh quyết toán cho chi nhánh công ty PT&CGPM làm thất thoát lãng phí 979 triệu đồng tiền ngân sách. Chiều 13 tháng 12, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Ba bị cáo gồm Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Võ Tiến Hùng, cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội và Nguyễn Trường Giang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Arctic Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cộng với bản án 5 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, tổng hợp hình phạt chung 13 năm tù. Cùng tội danh bị cáo Võ Tiến Hùng bị tuyên phạt 4 năm tù, bị cáo Nguyễn Trường Giang 4 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, tòa còn cáo buộc 3 bị cáo liên đới bồi thường cho công ty thoát nước Hà Nội hơn 36 tỷ đồng, trong đó bị cáo chung phải bồi thường 25 tỷ đồng. Đến nay gia đình đã nộp 10 tỷ đồng. Bị cáo Giang bồi thường hơn 7,1 tỷ đồng, gia đình đã nộp 1 tỷ đồng. Bị cáo Hùng bồi thường 4 tỷ đồng. Tin tiếp theo, một trận tuyết lở vừa mới xảy ra tại khu nghỉ mát trượt tuyết ở bang Washington, nơi mà có rất nhiều người đang vui chơi vào ngày thứ Bảy, đã làm tử vong một người đàn ông 60 tuổi và khiến cho 5 người khác bị mắc kẹt. Vụ lở tuyết được báo cáo tại khu vực Silver Basin của núi Crystal cách Seattle khoảng 85 dặm, 137 cây số về phía đông nam. Danh tính của người đàn ông thiệt mạng vẫn chưa được tiết lộ, nhưng các nhà chức trách cho biết anh ta đã tắt thở sau khi được kéo ra khỏi tuyết và không sống sót mặc dù đã được một vận động viên trượt tuyết khác nỗ lực hô hấp nhân tạo. Mặc dù cảnh báo đã được đưa ra đối với việc trượt tuyết trong khu vực về tình hình lở tuyết, nhưng khu nghỉ mát trượt tuyết đã không có gì ngăn cản những người trượt tuyết đến đó vì khu vực này nằm trên các khu đất công cộng trong rừng quốc gia. Mount Baker Snoqualmie. Ông Frank Deberry, chủ tịch và là giám đốc điều hành của khu nghỉ mát cho biết, tất cả 6 người đàn ông đều có thể du lịch lên dốc của khu nghỉ mát trượt tuyết, có nghĩa là họ đã đăng ký với đội tuần tra trượt tuyết, tham gia vào một buổi hướng dẫn về cách thức và địa điểm để đi trượt tuyết qua khu nghỉ mát. Hiện tại lực lượng cứu hộ vẫn đang trong quá trình tìm kiếm 5 người bị mất tích. Thưa quý vị, nếu những ai có sở thích xem những bộ phim về macaron của điện ảnh Mỹ, chắc là sẽ khó mà bỏ qua bộ phim Phỏng vấn Macaron mà diễn viên có sự tham gia của Tom Cruise, Brad Pitt và Kristen Dunst. Bộ phim được đánh giá là kinh điển của thập kỷ 90. Mới đây tác giả của tiểu thuyết cùng tên là Anne Rice đã qua đời ở tuổi 80. Con trai của tiểu thuyết gia dòng văn học Gothic Christopher Rice cho biết trong một tuyên bố vào sáng Chủ nhật, bà Annie Rice đã qua đời vì các biến chứng phát sinh từ đột quỵ. Bà Annie Rice đã viết hơn 30 cuốn sách, nhưng được biết đến nhiều nhất với tiểu thuyết đầu tiên của bà. Phỏng vấn với Macaron, giới thiệu cho thế giới về câu chuyện Macaron của Lestat và chuyển đến từ Louisiana vào thế kỷ thứ 18. Tác phẩm được xuất bản vào năm 1976, dựng thành phim năm 1994. Nhà văn Andre Nevener gọi tác phẩm này của bà là Kiệt Tác. Huyền thoại dòng tiểu thuyết kinh dị Ramsey Campbell nói rằng bà Rice đã viết theo truyền thống tuyệt vời của dòng văn học Gothic. Kính thưa quý vị, ca sĩ huyền thoại người Mexico Vicente Fernandez, một biểu tượng của dòng nhạc Ranchera mới đây đã qua đời ở tuổi 81. Thông tin được đăng tải trên tài khoản Instagram chính thức của ông. Theo truyền thông địa phương, ông Vicente Fernandez qua đời vào khoảng 6 giờ sáng ngày 12 tháng 12 theo giờ địa phương, sau thời gian bị biến chứng vì chấn thương cột sống do ngã Sinh năm 1940, ông Fernandez lớn lên tại bang Jalisco, quê hương của dòng nhạc lâu đời của Mexico Mariachi. Bắt đầu sự nghiệp không mấy xuân sẻ, ông bắt đầu đi hát tại các nhà hàng, kiếm sống bằng tuyển boa. Ông Fernandez từng tạm dừng ca hát vào năm 1966, sau sự ra đi của ca sĩ nổi tiếng Borero, Javier Solis, người truyền cảm hứng âm nhạc cho ông. Năm 2016, ông Fernandez đã từ sự nghiệp biểu diễn trên sân khấu. Mass Romantic Quenuna, tiếng Anh gọi là More Romantic Than Ever, là album cuối cùng trong sự nghiệp ca hát của ông được phát hành vào năm 2018. Suốt sự nghiệp kéo dài 50 năm, ông giành được vô số giải thưởng và có kho tác phẩm đồ sộ, gồm hơn 100 album và 25 phim điện ảnh. Ông được coi là ca sĩ huyền thoại của Mexico. chiếc mũ sombre rộng vành, bộ quần áo được thêu tinh xảo cùng chiếc dĩa mép đen tuyền và giọng nam cao đã giúp ông Vicente Fernandez trở thành một biểu tượng của dòng nhạc truyền thống Mexico. Con trai của ông, Alejandro Fernandez, cũng theo đuổi sự nghiệp dòng nhạc dân gian, và khẳng định sẽ tiếp nối di sản mà cha mình để lại. Kính thưa quý vị, vào cuối tuần qua, một cơn bão lớn đã đổ bộ vào các khu vực thuộc miền Bắc và miền Tây Hy Lạp, gây mưa lớn trên diện rộng. Theo truyền thông địa phương, lượng mưa lớn khiến cho mực nước của một số con sông dâng cao, làm cho nhiều ngôi làng và nhà cửa ngập trong lũ. Theo cảnh sát địa phương, họ tìm thấy thi thể của một người phụ nữ 55 tuổi tại làng Scotia sau khi phương tiện của người này được báo cáo đã bị dòng nước lũ chảy xiết cuốn trôi trước đó. Ngoài ra, đội cứu hộ địa phương còn cho biết họ đã nhận được hơn 900 cuộc gọi nhờ hỗ trợ vì cây đổ và lũ lụt. Hiện bão đang tiếp tục di chuyển về phía đông. Công tác cứu hộ cứu nạn người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ vẫn đang được gấp rút triển khai. Quý vị vừa theo dõi thông tin cuối cùng trong bản tin 24 giờ an ninh trật tự ngày hôm nay trên FBNC. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.